trên đỉnh núi kia cao và với độ cao hơn 800m thì chúng ta sẽ nhìn được thấy phần nào của toàn bộ khu bảo tồn loài và thiên cảnh Nam Sơn La. Đặc biệt là với những ai yêu thích về du lịch khám phá mạo hiểm thì đây sẽ là một điểm dừng chân lý thú. Với diện tích 1.788 ha nằm trên địa bàn xã Xuân Lạc và Bản Thi, huyện Chợ Đồn, đây là khu rừng còn tương đối nguyên vẹn với hệ sinh thái đa dạng, phong phú và nối liền với khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang và vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Khu bảo tồn có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạch, chủ yếu là rừng trên núi đá vôi tiêu biểu của vùng Đông Bắc Việt Nam với độ cao trung bình từ 400m đến 800m so với mực nước biển. Đỉnh cao nhất là đỉnh Tam Sao có độ cao 1.159m. Đến với khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Sơn Lạc, chúng ta mới cảm nhận được sâu sắc những điều đặc biệt của núi rừng Bắc Cạn, hiểu thêm về sự hùng vĩ của thiên nhiên, của sức sống tràn đầy, của vạn vật trong thế giới tự nhiên muôn màu sắc. Điểm khác biệt so với nhiều khu rừng núi đá khác là nghiến ở đây có tỷ lệ dày và đường kính lớn. Nếu như ở bên ngoài, chúng ta chỉ được chứng kiến những cây nghiến có đường kính từ 1 đến 1,5 mét và có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Nhưng đi sâu vào khu bảo tồn, còn có những cây gỗ lên đến vài người ôm như thế này. Hiện nay, chưa có thống kê cụ thể về khu bảo tồn Nam Sơn Lạc còn bao nhiêu cây nghiến. Nhưng đây là loài cây có ý nghĩa đặc trưng và mang tính bảo tồn rất cao ở khu bảo tồn này. Cây nghiến là cây sinh trưởng và phát triển chậm và chủ yếu chỉ mọc xen kẽ ở những núi đá. Chính vì vậy, để có những cây gỗ nghiến cổ thụ như thế này thì tuổi đời lên đến vài trăm, thậm chí lên đến hàng nghìn tuổi. Sự phong phú của loài thực vật với nhiều loài cây quý hiếm ở khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Sơn Lạc đã được các nhà bảo tồn phát hiện và gìn giữ từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, những loại cây gỗ quý ở mức độ nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp thường phân bố nhỏ lẻ. Các cá thể này dễ có nguy cơ tuyệt chủng do những tác động xâm hại của con người. Cây re hương hay còn gọi là cây re sầu, cù hương, xã xị là loại cây trong nhóm CR, tức là cực kỳ nguy cấp, cũng là loài cây cần được bảo vệ nghiêm ngặt tại đây. Đặc điểm nhận dạng là cây gỗ lớn, thường xanh, cao đến 30m, đường kính thân từ 70 đến 90cm, màu hơi đen khi khô. Đây là cây thường mọc trong rừng rậm nhiệt đới, cây dưới đất hay núi đá vôi ở độ cao 100 đến 1.000m. Re hương có nguồn gen hiếm, gỗ tốt, không mối mọt, dùng trong xây dựng, làm tà vẹt đóng tàu. Lá, vỏ, rễ có thể chiết tinh dầu. Cũng giống như cây re hương, cây thông Pả Cò hay còn được gọi là thông đá hay thông Quảng Đông cũng có ý nghĩa bảo tồn đặc biệt tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Sơn Lạc. Bên cạnh đó, cây kim tuyến đá vôi cũng là cây đặc hữu. Đây là loài cây được ghi trong sách đỏ Việt Nam có giá trị bảo tồn quan trọng về nguồn gen. Cùng với cây thân gỗ quý thì thảm thực vật đa dạng, quý hiếm. Theo kết quả điều tra đa dạng sinh học của khu bảo tồn, bước đầu đã xác định được hơn 400 thực vật bậc cao, bao gồm thông đất, dương xỉ, mộc lan. Theo đánh giá của các nhà khoa học, thảm thực vật ở đây tồn tại nhiều hình thức đa dạng như rừng hỗn giao cây lá rộng, cây lá kim, hàng cây bụi lùn trên đỉnh núi. Đến nay, khu bảo tồn đã xác định được 31 loài quý hiếm cần được bảo vệ. Trong đó, cấp nguy cấp có 16 loài, sắp nguy cấp có 14 loài và cực kỳ nguy cấp có 1 loài.
Bên cạnh đó, trong khu bảo tồn còn có một nguồn dược liệu vô cùng quý giá. Theo tài liệu điều tra của Viện Dược liệu, Bắc Cạn có hơn 1.000 loài cây thuốc. Nhiều loài có giá trị như bình vôi, hà thủ ô, ba kích, cát sâm, kê huyết đẳng. Nguồn dược này không chỉ làm phong phú đa dạng cho hệ sinh thái của khu bảo tồn, mà nếu biết khai thác bền vững sẽ giúp xóa đói giảm nghèo cho những người dân sống trong vùng đệm của khu bảo tồn. Hệ động vật quý hiếm cũng là điểm nhấn nâng tầm giá trị cho khu bảo tồn này. Trong khu bảo tồn hiện có gần 400 loài động vật, trong đó có 20 loài quý hiếm. Có những loài tưởng như đã tuyệt chủng trong 25 năm qua nhưng lại xuất hiện trong khu bảo tồn này như vạc hoa. Cũng trong khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc là nơi bảo tồn sinh sống cho hai loài linh trưởng là vọc đen má trắng và vọc mũi hếch. Đây là loài động vật quý hiếm, đặc hữu đang được Việt Nam, thế giới quan tâm bảo vệ nghiêm ngặt mà nhiều khu rừng ở Việt Nam đã biến mất. Điều này cho thấy đây là khu bảo tồn không những đa dạng về thực vật mà còn rất đa dạng về động vật. Điều này có được là do vị trí và điều kiện tự nhiên của khu bảo tồn Nam Xuân Lạc nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng và vườn quốc gia Ba Bể. Rừng tự nhiên ít bị tác động và có địa hình hiểm trở, tạo điều kiện cho loài động vật sinh sống. Điều này một lần nữa cho thấy đây là một nơi đáng để trải nghiệm đối với những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Với cái vị trí và điều kiện tự nhiên ở khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc thì có cái vị trí điều kiện tự nhiên là nằm kẹp giữa khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng của tỉnh Tuyên Quang và liền kề với khu bảo với vườn quốc gia Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn. Thì có thể nói rằng về động vật thì hệ động vật thì là cái nơi có thể nói là hành lang để mà giao lưu giữa hai cái loài, giữa động vật của hai cái khu bảo tồn là khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng của tỉnh Tuyên Quang và vườn quốc gia Ba Bể. Thế cho nên về động vật ở đây thì có thể nói cũng rất phong phú và là cái nơi qua lại giữa động vật của hai cái khu bảo tồn. Hai khu bảo tồn là vườn quốc gia Ba Bể và khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng. Đến với khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, nếu may mắn chúng ta còn có những trải nghiệm rất thú vị. Ủa, em ơi, kêu con rắn hang nhỉ em. Ô, thật lạ. Anh ơi, nhưng mà em sợ lắm. Không sợ đâu, em với em thưởng thức em sờ nó một tí để trải nghiệm nhanh. Nhưng mà nó cắn thì sao anh? Nó con rắn này nó hiền lắm. Nó đang ngủ anh ạ. Nó đang ngủ, đấy. Ok, ok. Được chưa? Đấy, thích thật đấy. Đấy. Con này nó hiền mà. Ôi, nó chạy rồi anh ạ. Anh ơi, nó chạy. Kệ kệ cho nó vào. Ôi, nặng quá ạ. Đây, đây, đây. Ôi, nó đang vào đây.
Ui anh ơi, như nó đang tẩu thai à? để em xem. Để em xem luôn đi. Ôi, anh cứ tưởng là rắn nó sẽ phải thô ráp chứ hóa ra nó rất là mịn. Vâng, rất là trơn. Anh, đây là loài rắn gì ạ? Đây là loài rắn hang. Rắn hang. Họ chăn. Ui, con này đúng là cái sức kéo nó rất là nặng ấy ạ. Đấy. Nó rất là hiền, con này rất là hiền. Các bạn biết không, đây là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt và thú vị của Kim Anh lần này. Không nghĩ rằng là trên cái chuyến đi hành trình lần này lại có thể có cơ hội chạm tay vào một cái con rắn thận như thế này. Wow. Rất là to. Rất là to anh ạ. Con này phải 5 cân đấy. 5 cân ạ? Đấy, chúng ta đang cầm một đoạn đuôi thôi. Đấy, cơ thể nó toàn bộ ở bên trong to lắm. May mà anh giữ hộ em đấy, chứ không nếu mà một sức người con gái như em thì chắc là nó đã chạy mất rồi. Đấy, nó chui toàn vào trong hang rồi. Được chưa? Anh ơi, con này có độc không ạ? Con này là không có hàm lượng độc tố để gây chết người, nhưng mà khi chúng ta cầm vào nó như thế này, nó có thể tự vệ để cắn chúng ta. Anh ơi, em nghĩ là nên thả nó ra này, không là nó sẽ rất là đau. Đấy, anh ạ. Chúng ta không đau. Em bày vào nhé. Bye bye. Sẽ mất rồi. Wow. Rất là tuyệt vời. Anh ơi, như có mùi gì từ cái con rắn nó tiết ra tay em vừa nãy ạ? Đây là mùi đặc trưng của con rắn đấy em. Cái này có độc, sợ độc không ạ? Cái này không độc đâu, cái này chỉ có mùi hơi khó chịu một chút thôi. Thế ạ, bây giờ thì làm nào để cho hết mùi anh? Chúng ta sẽ lấy lá cây giải cứu đây. Đấy, chúng ta lấy lá cây giải cứu và chúng ta xoa lên đấy. Chúng ta xoa lên cái chỗ mà nó có mùi, tí nó hết mùi thôi. Vâng. Rất là lạ. Bình thường chắc là phải rửa tay bằng nước hoặc là bằng xà phòng mới hết. Rửa nước, xà phòng không đi được. Cũng không đi ạ? Ồ. Chỉ có mùi lá cây mới trị được nó. Đúng là hết mùi anh ạ. Ngày hôm nay Kim Anh lại biết thêm một cái tác dụng nước của ngải cứu, đấy là khử mùi hôi của rắn. Đấy. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc không chỉ biết đến là một khu ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, khu vực và quốc tế, mà trong tương lai, nó còn là một địa điểm hấp dẫn với những cảnh quan đẹp vừa hùng vĩ như thác Nà Dạ và nhiều công trình di tích văn hóa có tuổi đời trên 100 năm gắn liền với khu bảo tồn. Hiện tại, trong khu vực có quần thể du lịch tìm hiểu văn hóa lịch sử gồm hệ thống đường khai thác khoáng sản có lịch sử hàng 100 năm tuổi do người Pháp xây dựng từ trước. Khu nhà ở của người Pháp, khu giàn cáp treo vận chuyển quặng từ đỉnh núi xuống vẫn còn được giữ khá nguyên trạng. Em dẫn mà. Anh bé ấn đuôi trên được. Đuôi trên được ạ? Em thử nhá. Cứ mà khóa vào ấy. Đây á. Anh bé á. Dây cáp này là xây dựng từ năm 1909 đến 1941. Nhưng mà bây giờ là không sử dụng được nữa đúng không ạ? Đây là minh chứng cho một thời kỳ lịch sử gắn với mỏ chỉ kẽm lớn nhất Việt Nam và thế hệ các công nhân thời Pháp thuộc. Tất cả những hạng mục này giờ đây đã bị rừng xanh bao phủ, trả lại vẻ thanh bình vốn có của khu bảo tồn này. Các
Các bạn biết không, đây mới chỉ là một trong 20 đoạn đường hầm mà thực dân Pháp đã đào để phục vụ cho việc khai thác khoáng sản của vùng này. Với những hệ thống đường hầm như thế này, kết nối với những con đường mòn xếp đá đã hình thành lên con đường đi trong khu bảo tồn. Con đường hầm này mặc dù có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, nhưng đến nay vẫn giữ được nguyên trạng. Với lối kiến trúc độc đáo này, hệ thống các đường hầm được nối liền với nhau sẽ làm nên một yếu tố đặc trưng để thu hút du khách muốn tham quan du lịch, tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại khu bảo tồn Nam Xuân Lạc này. Hiện nay thì với cái đa dạng sinh học cũng như là với cái tiềm năng du lịch, với cái cảnh quan cũng như là cái điều kiện tự nhiên cũng như là cái cảnh quan thì có thể nói là cái du lịch ở đó rất là thích hợp. Cái du lịch sinh thái ở đây có thể sẽ phát triển bởi vì là ở vườn quốc gia Ba Bể là cái khu vực là không phải nổi tiếng trong nước nữa, mà đây là cái khu Ramsar của Đông Nam Á rồi, thế giới rồi. Thì từ vườn quốc gia Ba Bể thì nó vì nó nối liền với khu bảo tồn Nam Xuân Lạc, thì người ta điểm đầu tiên là điểm là vườn quốc gia Ba Bể, và từ vườn quốc gia Ba Bể người ta có thể đi du lịch sinh thái sang khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc, và từ khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc thì người ta có thể đi du lịch sinh thái sang khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, và kèm theo đó là cái thủy điện Na Hang tỉnh Tuyên Quang. Và kèm với các cái khu rừng đặc dụng của tỉnh Tuyên Quang như thế, đó là một số các cái di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Tuyên Quang cũng như là của cả nước. Cái nuôi cách mạng thì tôi cho rằng nếu như mà cái khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc mà được đưa vào để mà khai thác cái du lịch sinh thái thì tôi cho rằng cái chỗ này sẽ là cái điểm mà có thể là khai thác được cái du lịch sinh thái khá tốt chỗ này. Không chỉ bị mê hoặc bởi cảnh sắc thiên nhiên của khu bảo tồn Nam Xuân Lạc, chúng tôi còn muốn khám phá cả về con người và lịch sử của vùng đất này. Ngay ở vùng đệm của khu bảo tồn là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số như Dao, Mông, Tày, với bản sắc tập quán văn hóa độc đáo, rất riêng so với các dân tộc thiểu số ở các khu vực khác ở Việt Nam. Đây là hai chị em à? Vâng. Hai chị em ruột. Ừ. Đúng không? Thế con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? Nhé. Đang lạng người đúng không? Sợ cỏi. Sợ cỏi đấy. Học ăn hai đúng không? 7 tuổi. Thế có biết đến số không? Mấy số đây? Đây cũng là một điểm có thể thu hút khách du lịch đến trải nghiệm, nghiên cứu, tìm hiểu. Đây thì mình đi đường nào ạ? Đấy, chú đền là để ở xuống cái chỗ đầu
nào cả quán quán hàng tôn ở giữa rỗng rỗng này. Vâng ạ. Đấy. Xong rồi đi đường nào nữa? Lên thẳng thôi. Lên thẳng đèn thôi. Thẳng lên đằng nào ạ? Đấy, đi cái đường đấy là thẳng lên đèn thôi. À, lên đèn. Thế ở đèn này có gì hay không ạ? Đèn thì các tượng hay đẹp. Một trong những điểm độc đáo đó phải kể đến ngôi đền Tiên Sơn. Đây là một ngôi đền rất linh thiêng và đã có rất nhiều khách thập phương về đây lễ và tham quan. Con đến đây để du lịch khám phá cái khu bảo tồn Nam Xuân Lạc thì con rất là muốn tìm hiểu về ngôi đền Tiên Sơn này. Thì không biết là ngôi đền này đã có từ bao giờ và lý do vì sao mà nó lại được xây dựng lên ạ? Rồi con ạ, ngôi đền này thì theo bia của nhà đền để lại cũng như là di tích thì là ngôi đền được xây dựng vào năm 1917, tức là cách đây vào gần một thế kỷ rồi. Trước kia thì là do là cứ truyền thuyết nhau là bản thi là rừng thiêng nước độc. Dạ. Do vậy là các cụ là người miền xuôi đi lên đây để làm cu li ở trên này. Dạ. Thế do vậy là các cụ lập đền lên đây để thờ khổ công rồi thờ thần thánh và sau đấy nữa là thờ mẫu Liễu Hạnh. Các cụ nói là mẫu để che chở cho các con ở trên này để cho làm ăn rồi là tránh những cái tai nạn các con ạ. À, thế bây giờ ví dụ như nếu như là con muốn xin một điều gì đấy, ví dụ như về sức khỏe hay là bình an thì không biết có được không cô nhỉ? Được con ạ. Tí nữa con vào trong đền, con thắp hương xong rồi là con xin, bởi vì là đây nói chung là nhiều cũng nhiều khách thập phương đến để xin cầu lộc cầu tài cầu bình an ở đền này con ạ. Dạ, vâng. Thế bây giờ cô có thể dẫn con đi vào trong đền được không cô? Rồi, cô. Dạ. Đền Tiên Sơn được công nhận là di tích cấp tỉnh năm 2002. Đền được thành lập khi mà những người dân lao động dưới xuôi bị bắt lên làm công nhân khai thác khoáng sản cho thực dân Pháp, với mong muốn được mẫu che chở trong quá trình làm phu mỏ, tránh những hiểm họa của thiên nhiên, nên họ đã lập nên ngôi đền này. Cho đến nay, đền Tiên Sơn không chỉ là nơi phục vụ tâm linh cho những người dân sinh sống nơi đây, mà người dân thập phương từ nhiều nơi cũng về đây chiêm ngưỡng giá trị văn hóa ở đây. Đến với đền Tiên Sơn, chúng ta có thể cảm thấy đây là nơi mà con người với thiên nhiên hội tụ, giao hòa nơi tâm linh giao cảm cùng vũ trụ, làm quên đi mọi nỗi niềm đời thường. Trải qua bao sự biến thiên của lịch sử, chịu sự tàn phá của chiến tranh, đến nay, nhờ sự ủng hộ phát tâm công đức của người dân thập phương, ngôi đền đang được khôi phục lại trên nền móng cũ. Cô ơi, để nói về vùng bản thi thì mình có một cái câu hát hay là một bài thơ ở đấy không ạ? À, cháu ạ, trước thời công nhân thời Pháp có một chú công nhân địa chất ấy, chú có làm một bài thơ để nói về đất mỏ bản thi. Dạ. Cô đọc cho cháu nghe nhé. Vâng. Chú ấy làm là bản thi có đi không về. Câu nói ấy trước kia thợ mỏ dưới thời Tây cực khổ chết mòn, đã thành câu nói tiếng đồn
mới nghe đã sợ ai còn dám đi. Nhưng bản Thi bây giờ khác trước, đường tàu xe xuôi ngược nối liền, đường về Định Hóa Thái Nguyên, đường sang Chiêm Hóa xuôi Tuyên ngược Hà, đường vào tiện lối đường ra, đây hồ Ba Bể, kia là sông Năng, vượt Đầu Đẳng tới Nà Hang, sông Gâm nước Biếc đầm Hồng bến Vui. Mình về nhắn với miền xuôi, ai lên Bắc Cạn bản Thi đi cùng. Đó. Ôi hay quá cô ạ. Cô ơi, con rất là cảm ơn cô vì cô đã chia sẻ với con giới thiệu về đền Tiên Sơn, rất là thú vị. Và một lần nữa con cảm ơn cô vì những cái thông tin hữu ích mà cô đã chia sẻ cho con ạ. Vâng, con xin phép con đi về đấy ạ. Vâng. Vâng. Chào con nhé. Vâng, con chào cô. Nha, con chào cô.